Chào anh chị nhé. Giờ hiện tại em đang đứng ở kia quốc lộ 25 của huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai. Cái vị trí mà em đang đứng đây chạy đi lên Chư Sê á là đúng 8 cây số anh chị nhé. Huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai là 8 cây số. Còn đi theo cái chiều hướng ngược lại á là đi về Phú Yên anh chị nhé. Đi xuống Phú Yên thì nó nằm ở độ khoảng 130 cây số anh chị nhé. Khoảng 130 cây số. Và đây là cái lô đất mà em muốn giới thiệu với anh chị ạ. Lô đất mà em muốn giới thiệu với anh chị này ạ. Lô đất mà em muốn giới thiệu với anh chị có cái diện tích là 2,5 anh chị nhé. Và có một cái chiều dài mặt đường là 62m ạ. 62m anh chị nhé. 62m. Và trên đất đã có sẵn 400m đất thổ cư anh chị nhé. 400m đất thổ cư ạ. Trên đất thì giờ hiện tại là có một cái căn nhà cấp 4 anh chị nhé. Có một cái căn nhà cấp 4 này. Thì ở cái khu vực này là hiện tại chủ nhà thì đang trồng cà phê ạ. Cà phê trước đây là cái nền đất này á, là người ta trồng tiêu nhé, trồng tiêu. Và giờ hiện tại là chủ nhà đã trồng cà phê vô rồi. Cà phê thì được 4-5 tuổi rồi. Là có sen cà bơ nữa. Từ cái vị trí này chạy xuống dọc xuống dưới hết cái đất của mình á, nó nằm ở độ khoảng 300m. 300m anh chị nhé. Cứ chạy dọc này. Đây là biên ạ. Đây, đất của mình từ đây chạy xuống dưới kia là khoảng 300m. Đầy đủ hết nha anh chị nhé. Ở gần nhà thì người ta đã đào cái giếng rồi, tưới quanh năm không hết anh chị nhé. Vào cái mùa hạn nhất cũng không hết nước anh chị nhé. Đây là cái diện tích cà con, trồng cà sen với. Trên đây là em giới thiệu sơ qua về lô đất. Anh chị nào mà quan tâm có thể liên hệ cho bên em theo số điện thoại là 0868 02 1102 để bên em tư vấn cụ thể hơn anh chị nhé. Đừng quên đăng ký kênh để ủng hộ bên em ạ. Rồi, xin chào anh chị.